nhất thiết khổ vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diện như điện, ưng tác như thị quán. Phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh, tập 25. Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng. Tuyên giảng vào tháng 10 năm 1996, địa điểm Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Tân Gia Ba. Kính thưa Minh Công Lão Hòa Thượng, kính thưa chư vị Pháp Sư, chư vị đồng tu, xin lật quyển kinh ra, trang 36, hàng thứ hai từ sau đếm tới, trang 36, hàng thứ hai từ sau đếm tới, bắt đầu xem. Phật cáo Di Lặc Bồ Tát ngôn, Di Lặc ngã kim thật ngôn cáo nhữ, nhược hữu Bồ Tát bất tu chư hạnh, bất đoạn phiền não, bất tập thiền tụng, bất cầu đa văn, ngã thiết trị nhân, phi xuất gia gia giả. Từ chỗ này bắt đầu xem. Kinh văn giảng đến chỗ này sắp phải kết thúc. Chiếu theo phân phán của Ngẫu Ích Đại Sư, đây là đoạn thứ 13, nói rõ bất tu chư hạnh, bất đoạn phiền não, bất tập thiền tụng, bất cầu đa văn, thì đó là chẳng phải là người xuất gia. Sự yêu cầu của Thế Tôn đối với người xuất gia nơi đây nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Chúng ta xem phần kinh văn vừa mở đầu. Thích Ca Mâu Ni Phật nói với Di Lặc Bồ Tát, gọi tên của Di Lặc Bồ Tát thì phần kinh văn phía dưới hết sức là quan trọng, gọi tên tức là đánh thức Ngài. Mà đặc biệt nơi trong kinh văn này có câu thật ngôn cáo nhữ. Thật ngôn tức là hết sức thành thật nói với ông, thì lời này quyết định chẳng phải hư giả. Nhược hữu Bồ Tát giả thiết, có một Bồ Tát như vậy. Vị Bồ Tát này, thật tại mà nói, phía trước đã giảng quá nhiều rồi, đặc biệt là Bồ Tát sơ học, phạm quy tắc, có khuyết điểm, phần nhiều đều là Bồ Tát sơ học. Còn Bồ Tát đã tu lâu năm thì ngược lại chẳng có. Đặc biệt đánh thức, nếu anh chẳng tu chư hạnh, hành là hành vi sinh hoạt, chư hành, chư là nhiều, hành vi sinh hoạt ngày thường của chúng ta thì đó nói chẳng hết được. Phật trong lúc giảng kinh thường thường đem rất nhiều hành vi quy nạp thành ba đại loại, tức là thân, khẩu, ý. Vô lượng hành vi đều chẳng rời khỏi thân khẩu ý ba loại. Thân là tạo tác, nhất cử nhất động là hành vi của thân, ngôn ngữ của miệng là hành vi khẩu nghiệp, tư tưởng kiến giải trong ý niệm thì gọi là hành vi ý nghiệp. Vậy là toàn bộ đều bao gồm cả tu hành, tức là đem tất cả hành vi của chúng ta, những chỗ sai lầm tu chính trở lại, gọi là tu hành. Cho nên quý vị nhất định phải ghi nhớ, tu hành chẳng phải hàng ngày đi đi niệm kinh, hàng ngày đi lễ Phật, chẳng phải vậy, đó là nghĩa hẹp.
Thật sự tu hành là ở đâu? Ở chỗ khởi tâm động niệm. Khi một niệm nổi dậy, nên suy nghĩ cái niệm này là chánh hay là tà, là sai lầm hay là chính xác. Cái gì là sai lầm? Phật ở trong kinh có một cái tiêu chuẩn đơn giản: phàm là những gì tự tư ích kỷ tức là sai lầm. Phàm là những gì vì tất cả chúng sanh, đó là chính xác. Vì sao? Vì mình đều là sai lầm. Điều này các bạn đồng tu chúng ta đều nên hết sức hiểu rõ. Mục đích của việc học Phật là phải vượt khỏi tam giới, liễu sanh tử, thoát luân hồi. Tam giới lục đạo hình thành như thế nào? Là do ngã chấp hình thành. Phá xong ngã chấp thì thoát ly lục đạo rồi. Phá xong pháp chấp thì thoát ly thập pháp giới. Đây là mục tiêu của người học Phật. Với tâm động niệm đều nghĩ đến lợi ích của riêng mình. Đây gọi là tăng trưởng ngã chấp. Dù có tu giỏi hơn đi nữa, anh cũng chẳng thể thoát ly lục đạo luân hồi được. Tiêu chuẩn của Phật ở chỗ này, tu hành nhất định phải đem cái lỗi lầm này tu chính trở lại. Người học Phật khởi tâm động niệm phải vì tất cả chúng sanh, vì xã hội đại chúng, đừng nên vì mình mà nghĩ tưởng. Anh phải tu chư hạnh, phải đoạn phiền não. Phiền não là tham sân si mạng, mạng là ngạo mạn, nghi là đối với thánh giáo hoài nghi. Lời dạy bảo của Phật Bồ Tát là chí thiện viên mãn. Anh đối với nó sinh ra hoài nghi, chẳng thể tiếp thọ, đó là lỗi lầm rất lớn. Cho nên nhất định phải đoạn phiền não. Chúng ta nói tu hành bắt đầu từ đâu để tu? Là từ đoạn phiền não bắt đầu tu. Thứ ba là phải tập thiền tụng. Thiền tụng, hai chữ này đã đem nhất đại thời giáo của Thích Ca Mâu Ni Phật cả thảy đều bao quát hết. Người Trung Quốc chúng ta thường nói tông môn giáo hạ, thiền là tông môn, tụng là giáo hạ. Cho nên tại Trung Quốc, Đại Tiểu Thừa 10 tông phái toàn bộ đều bao quát hết. Đại Chánh Pháp Bảo Anh toàn bộ đều học tập. Ở chỗ này là nói khái quát kinh luận Đại Tiểu Thừa, các tông các phái, anh chỉ cần chọn một thứ, một môn thâm nhập tụng, là anh phải tụng kinh luận của môn này. Tỷ như chúng ta ở đây nhiều đồng tu chọn Tịnh Độ Tông, kinh luận của Tịnh Độ Tông ít nhất chỉ có 5 kinh một luận. Anh phải thường thường niệm. Niệm kinh tức là nghe lời dạy của Phật, đem lời giáo huấn của Phật ghi nhớ cho thật bền chắc. Anh phải lý giải, phải y giáo phụng hành. Y giáo phụng hành tức là thiền. Chữ thiền này đại biểu cho hành. Còn phải cầu đa văn. Đa văn là để tăng trưởng trí tuệ, tăng trưởng định lực, định tuệ đẳng học. Phật ở chỗ này dạy cho chúng ta 4 điều. Bồ Tát sơ học nhất định phải làm cho bằng được. Nếu 4 điều này đều phế bỏ hết, thì Phật nói anh chẳng phải là người xuất gia. Chớ tưởng rằng cạo đầu rồi, mặc vào y phục của người xuất gia, tự anh tưởng rằng mình là người xuất gia, nhưng chư Phật Bồ Tát chẳng thừa nhận anh là người xuất gia. Điều này phải nhớ cho kỹ, vô cùng quan trọng. Kêu tên Di Lặc Bồ Tát thật tại là kêu chúng ta đấy. Xin xem phần kinh văn phía dưới. Di Lặc
nhược hữu cần tu, trí đoàn hành giả. Trí là trí tuệ. Đoạn tức là phía trước nói đoạn phiền não. Thật sự học trí tuệ đoạn phiền não, vị Bồ Tát này hành giả tức là người tu hành, trí xuất sanh giả, trí thành tu giả. Ba câu này là nói thật sự tu hành công phu cao hạ có ba cái từng thứ khác nhau. Trí đoạn hành giả tức là công phu quán chiếu. Nếu như lấy thuật ngữ của Tịnh Tông chúng ta mà nói, loại người này tức là công phu thành phiến, tuy chẳng cao nhưng đã có công phu. Ở trong tông môn gọi là quán chiếu. Trí xuất sanh là trí tuệ hiện tiền rồi. Trong bổn tông chúng ta là sự nhất tâm bất loạn. Trong tông môn gọi là chiếu trú, bắt đầu từ tu quán chiếu. Khi công phu quán chiếu đắc lực rồi thì chiếu trú, thì trí tuệ sanh ra, trí thành tựu, đó là chiếu kiến. Quý vị đều niệm qua tâm kinh. Tâm kinh vừa mở đầu là quán tự tại Bồ Tát chiếu kiến ngũ uẩn dài không. Chiếu kiến là trong Tịnh Độ tông của chúng ta cảnh giới của lý nhất tâm bất loạn. Cho nên ba câu này là ba cái tầng thứ của công phu tu hành chân chính, là trí đoạn hành giả, trí xuất sanh giả, trí thành tựu giả. Đây là chư Phật Như Lai chỗ tán thán. Đây là Bồ Tát chân chính, đệ tử Phật chân chính, người xuất gia chân chính. Đoạn phía dưới đây thì khá quan trọng, đều là phía trước cho nói thời kỳ mạt pháp những lỗi lầm mà người xuất gia phạm phải. Phía trước đã nói qua rất tường tận, nơi đây là một tổng kết. Bất tác thế nghiệp, doanh chúng vụ giả. Câu này là tổng thuyết. Sự nghiệp của thế gian, anh đã là xuất gia rồi, chẳng nên làm sự nghiệp thế gian nữa. Nên đem sự nghiệp của thế gian buông xuống, đừng nên kinh doanh rất nhiều sự nghiệp nữa. Vì sao? Những sự vụ này làm chướng đạo, cũng tức là nói nó làm trở ngại tâm thanh tịnh của anh, làm trở ngại anh tu giới định tuệ. Bởi thế cho nên hết thảy đều phải buông xuống. Đó tức là phía trước cho nói các thứ lỗi lầm tất cả đều phải buông xuống. Phía dưới lại nói ngã thuyết thị nhân trú Như Lai giáo. Chữ ngã này tức là Thích Ca Mâu Ni Phật tự xưng. Phật nói người này tâm họ đã là trú tại nơi trong sự dạy bảo của Như Lai, niệm niệm chẳng quên lời dạy của Như Lai, tâm hành thật sự có thể y giáo tu hành. Đây là Phật khen ngợi. Phía dưới nói nhược hữu Bồ Tát, chứ nhược là giả thiết. Giả thiết có Bồ Tát nhạo tác thế nghiệp doanh ư chúng vụ, vì sợ bất ưng ngã thuyết thị nhân trú ư sanh tử, thì có Bồ Tát bất ưng thân cận. Đây là Thế Tôn đang cảnh cáo chúng ta. Giả như có Bồ Tát, đây là nói Bồ Tát sơ học, nhạo là ưa thích, ái hạo, ưa thích đi làm những sự nghiệp của thế gian, ưa thích làm việc thế gian, lại còn ưa thích kinh doanh rất nhiều sự vụ. Những thứ bao gồm trong đó rất rộng, rất rộng. Phía trước đã nói, vì sợ bất ưng, họ làm những việc không nên làm. Nói một cách khác, họ làm những việc không nên làm. Những việc gì là việc không nên làm? Phật trong kinh nói với chúng ta,
Những việc gì là không nên làm, Phật cũng đã dạy cho chúng ta rồi. Chúng ta phải ghi nhớ, phải y giáo phụng hành. Nếu vẫn còn làm những việc này, vẫn phạm những lỗi lầm này, thì Phật nói người này là chúng ư sanh tử. Chúng ư sanh tử tức là họ vẫn là chúng sanh của lục đạo luân hồi. Họ trong đời này chẳng ra khỏi tam giới, vô phương liễu sanh tử. Thì có Bồ Tát bất ưng thân cận. Người thật sự tu Bồ Tát đạo, đối với những người này nên dùng thái độ gì? Phật đã nói kính nhi viễn chi. Chúng ta với họ cung kính. Cung kính là cần phải có. Trong phổ hiền thập nguyện lễ kính chư Phật, chúng ta đối với họ cung kính. Còn viễn là gì? Là đừng theo họ học. Chỗ này câu bất ưng thân cận tức là anh không được theo họ để học. Nếu họ theo họ để học thì sai rồi. Câu bất ưng thân cận tức là đừng theo họ để học là nghĩa này. Lại xem phần kinh văn phía dưới, Thế Tôn chỉ e chúng ta đối với ý của Ngài vẫn chưa triệt để liễu giải đầy đủ, nên Ngài đưa ra ví dụ để thuyết minh rõ ràng. Thật là quá hay. Di Lặc Nhược Hữu Bồ Tát đa doanh chúng vụ, phía dưới nêu ra một ví dụ. Họ kinh doanh chúng vụ, đó là gì? Doanh là kinh doanh, rất nhiều sự vụ. Phía dưới Phật đưa ra một ví dụ, tỷ dụ như xây tháp và thất bảo, xây được bao nhiêu là biến mãn tam thiên đại thiên thế giới. Họ xây bảo tháp này quá nhiều, chẳng phải một cái. Như ngày nay trên thế giới này, trên toàn thế giới, mỗi một quốc gia địa phương đều có xây các tháp thất bảo. Cất nhiều như vậy thì anh đã cất nhiều như vậy là đã là kinh doanh nhiều sự vụ rồi. Như thị Bồ Tát bất năng lệnh ngã, nhi sanh hoan hỷ, diệt phi cúng dường, cung kính ư ngã. Chữ ngã này là tức là Phật tự xưng. Phật chẳng ưa thích người ta làm như vậy. Do đây có thể biết, vào thời xưa Trung Quốc chúng ta, trong Phật môn có một vị đại hộ pháp là Vua Lương Võ Đế. Quý vị đều biết, Vua Lương Võ Đế với địa vị quốc vương chi tôn của Ngài, dùng nguồn tài nguyên của quốc gia, đã xây cất 480 ngôi chùa, quần độ chúng sanh, tức là độ người xuất gia. Người ta thích xuất gia, Ngài cũng hoan hỷ thành tựu cho người xuất gia trên 10 vạn người. Tự mình cho là công đức rất lớn. Lúc đó vừa gặp phải Đạt Ma Tổ Sư đến Trung Quốc. Khi Đạt Ma Tổ Sư gặp Vua Lương Võ Đế, Lương Võ Đế rất lấy làm đắc ý, đã làm được rất nhiều việc tốt trong Phật môn, liền hướng về Tổ Sư Đạt Ma khoe khoang rằng: Trẫm đã xây cất 480 ngôi chùa, độ người xuất gia hơn 10 vạn người. Công đức của trẫm mà có lớn hay không? Nào ngờ Tổ Sư Đạt Ma tát một bồn nước lạnh vào vua, Ngài nói chẳng có công đức. Vua Lương Võ Đế nghe xong cảm thấy chẳng có hứng thú gì cả, rất không vui. Từ đó về sau mặc cho Ngài, cho nên Tổ Sư Đạt Ma chẳng có ai hộ pháp, phải đi đến Thiếu Lâm tự để diện bích. Chẳng có ai đếm xỉa. Tổ Sư Đạt Ma nói, đó là lời thật. Nếu Ngài chỉ nói vài câu nịnh nọt vua, bẩm quốc vương, công lao của Ngài quá lớn, vậy chẳng phải là Vua Lương Võ Đế đã trở thành hộ pháp của Ngài rồi sao? Cho nên người xuất gia từng câu đều là lời nói thật, chẳng có công đức. Vậy Vua Lương Võ Đế làm việc đó là gì? Ngài làm đó là phước đức. Điều này quý vị phải biết, phước đức cùng công đức khác hẳn. Công đức là định tuệ. Anh có nhiều chùa như vậy, độ nhiều người xuất gia như vậy, cùng với việc tu tuệ chẳng có liên quan nào cả. Định tuệ là công đức về trì giới. Trì giới nếu được định rồi thì việc trì giới đó tức là công. Được định là đức, là công đức. Tu định có công, khai tuệ là đức,
Trí tuệ khai rồi, đây là đức. Công là nhân, đức là quả. Công đức và phước đức là có sai biệt. Phước đức, tôi có phước báo, có thể tăng cho người khác hưởng. Còn công đức thì là vô phương. Công đức của riêng mình quyết định không thể tặng cho người nào khác. Công đức của Thích Ca Mâu Ni Phật không thể nào cho A Nan được cả. A Nan khi gặp nạn vẫn phải đi thọ tội. Phước đức có thể cho người cùng người chung hưởng, còn công đức thì không thể được, cho nên chẳng có công đức. Đây là nói rõ Tổ sư Đạt Ma, sự thành tựu của Ngài, trí tuệ thành tựu, quý vị đều có niệm qua Kinh Vô Lượng Thọ, chẳng sánh bằng Thế Như Vương. Thế Như Vương đã được thật sự giác ngộ, xả bỏ ngôi vua, xuất gia tu hành, tức là Pháp Tăng Tỳ Kheo, sau này là A-di-đà Phật. Vua Lương Võ Đế làm sao sánh nổi? Đây là nói công đức cùng phước đức sai biệt rất lớn. Phật ở chỗ này lấy ý này để khuyến khích chúng ta phải thật sự tu hành. Điều này quan trọng. Những việc tạp vụ này làm càng ít càng tốt. Đại sư Bá Trượng năm xưa tại Tòng Lâm thiết lập Thanh Quy. Ngài trong 20 điều ước của Tòng Lâm, điều thứ nhất là Tòng Lâm lấy vô sự làm hưng sự thạnh. Trong Phật Pháp, cái gì gọi là tối hưng thạnh? Vô sự là hưng thạnh. Lời này rất có đạo lý. Cùng Phật trong kinh điển, cùng Tổ sư Đạt Ma nói đó hoàn toàn tương ứng. Cho nên chúng ta cần phải ghi nhớ. Chúng ta lại xem phần kinh văn phía dưới. Phật dạy chúng ta như thế nào? Di Lặc, Nhược Hữu Bồ Tát, Ư Ba La Mật tương ứng chi pháp, nãi chí thọ trì nhất tứ cú kệ, đọc tụng tu hành, vị nhân diễn thuyết, thế nhân nãi vi cúng dường ư ngã, hà dĩ cố chư Phật Bồ Tát tùng đa văn đa sanh, bất tùng chúng bồ nhi đắc ca sanh giả. Lời này Phật nói quá rõ ràng. Ba la mật tương ứng chi pháp, tức là bát nhã. Chỗ này chữ ba la mật, tức là bát nhã ba la mật. Bất luận làm việc gì, đều phải cùng bát nhã tương ứng. Vậy tại Trung Quốc, đại biểu cho kinh bát nhã, tức là kim cang bát nhã ba la mật. Lần trước chúng tôi ở đây đã dùng hết thời gian 4 tháng đem bộ kinh này giảng qua một lần. Phải cùng với trí tuệ tương ứng, kim cang bát nhã có thể nói là trí tuệ cao đẳng, trí tuệ viên mãn. Chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác phải cùng trí tuệ tương ứng. Phần kinh văn phía dưới đây cùng kinh Kim Cang hoàn toàn tương đồng, nãi chí thọ trì nhất tứ cú kệ. Bốn câu kệ trong kinh Bát Nhã, câu nhất tứ cú kệ chẳng có đặc biệt chỉ cho bốn câu kệ nào, bất cứ bốn câu kệ nào, như trong kinh Kim Cang bất cứ bốn câu kệ nào, nếu anh tiếp thu thọ được, anh đọc tụng được, anh có thể tu hành y theo lời giáo huấn của kinh điển. Trong kinh nói về nguyên lý nguyên tắc, anh làm được theo được. Lại còn vì người diễn nói là hai việc khác nhau. Diễn là biểu diễn, làm ra kiểu mẫu cho người khác xem. Chư Phật Bồ Tát là gương mẫu tốt nhất của tất cả chúng sanh. Người xuất gia là kiểu mẫu, mẫu mực của xã hội đại chúng. Quý vị nghĩ xem, ngôn ngữ của chúng ta, sinh hoạt hành vi, khởi tâm động niệm, có thể làm cái mẫu mực cho xã hội đại chúng không? Có thể làm cái gương mẫu cho xã hội đại chúng không? Đây là Phật dạy cho chúng ta. Nói là vì họ giải nói, anh là một cái gương tốt,
người ta nhìn thấy nhất định rất hâm mộ, nhất định hướng về anh thỉnh giáo. Lúc họ thỉnh giáo, anh bèn nói rõ với họ, chúng tôi ở nước ngoài, người ngoại quốc nhìn thấy hình dáng chúng tôi, họ rất vui mừng. Họ cảm thấy cuộc sống của chúng tôi rất vui vẻ, suốt ngày cứ cười múm mím. Họ tìm người đến hỏi, cuộc sống của các ông sao mà vui vẻ như vậy? Chúng tôi bèn nói với họ, chúng tôi học Phật thì vui vẻ. Vị Phật là gì? Từng bước lần hỏi tới, thì chúng ta đem Phật Pháp và giới thiệu cho họ. Anh nếu muốn vui vẻ thì đến đây để học Phật. Người ngoại quốc tin Cơ Đốc giáo nhiều, học Phật với việc tin Cơ Đốc giáo chẳng có trái ngược. Phật là thầy, Thượng Đế là cha của quý vị, chẳng có trái nghịch. Cho nên ngày Chủ Nhật anh đến giáo đường, ngày thứ Bảy thì đến Phật đường. Tôi chỉ cho anh, chỉ anh làm sao được vui vẻ, làm sao được sống lâu, làm sao không già, tôi dạy cho anh. Họ vừa nghe thì mừng quá chừng, họ cũng sợ già. Cho nên anh phải làm cái mẫu mực cho người ta xem, người ta hướng về anh thỉnh giáo, anh mới lại nói pháp cho họ. Vì người diễn nói, người này đã thật sự cúng dường Phật. Trong phổ hiền hạnh nguyện phẩm, đây gọi là pháp cúng dường, y giáo tu hành cúng dường, đây là chân cúng dường. Phía sau Phật nói lý do vì sao, chư Phật bồ đề là giác ngộ, là chánh giác. Đại giác của tất cả chư Phật là từ đa văn sanh ra, bất tùng chúng vụ nhi đắc sanh giả. Đa văn tức là phía dưới nói về đọc tụng tu hành diễn thuyết, là từ chỗ này sanh ra. Lại xem phần kinh văn phía dưới, Di Lặc Nhược Hữu Bồ Tát cần doanh chúng vụ, lệnh bỉ đọc tụng tu hành diễn thuyết, chư Bồ Tát đẳng doanh ư chúng vụ, đương tri thị nhân tăng trưởng nghiệp chướng vô chư phước lợi. Điều này chúng ta phải ghi nhớ, phải hiểu rõ. Đây là Phật đặc biệt khuyên rằng, Nhược Hữu Bồ Tát, giả thiết của Bồ Tát, ưa thích làm rất nhiều sự vụ của thế gian. Họ ít thích làm những việc này, vả lại còn làm phương hại những Bồ Tát tu hành chân chánh. Họ bức bách những Bồ Tát chân chánh tu hành này cũng phải cùng chúng, cùng với chúng để doanh ư chúng vụ. Phật liền nói, người này là tăng trưởng nghiệp chướng, chẳng có phước lợi. Phước là phước báo, lợi là lợi ích. Hà di cố, như thị sở thuyết, tam chủng phước nghiệp, nhất thiết giai tùng trí tuệ như sanh. Phước báo chân chính, lợi ích chân thật là từ trí tuệ sanh ra. Sự tu học Phật Pháp là dạy anh khai trí tuệ. Tam chủng phước nghiệp tức là chỉ cho phía trước về đọc tụng tu hành diễn thuyết. Ba thứ là chỉ cho cái này, chẳng phải chỉ những thứ khác. Thì có Di Lặc doanh sự Bồ Tát là những Bồ Tát kinh doanh tất cả sự nghiệp. Ư bỉ đọc tụng tu hành diễn thuyết, chư Bồ Tát sở bất ưng chướng ngại vi tác lưu nạn. Anh chẳng thể đi chướng ngại họ, chẳng thể đi gây khó khăn cho họ. Mà những Bồ Tát đọc tụng tu hành diễn thuyết, đây phần nhiều đều là Bồ Tát sơ học rất dụng công, ư tu thiền định, chư Bồ Tát sở bất ưng chướng ngại vi tác lưu nạn. Công phu tu hành thiền định của họ so với người sơ học cao hơn, tâm của họ càng thanh tịnh, việc của họ càng càng ít. Họ cũng đừng đi gây phiền phức cho họ, cũng đừng đi chướng ngại họ. Đây là Phật nơi trong kinh này cho chúng ta những lời giáo huấn. Phía sau Phật còn có tỉ dụ. Đây thật sự là sợ chúng ta chẳng hiểu rõ ý của Phật. Phật từng từng rồi lại từng từng để vì chúng ta tuyên nói. Xin xem kinh văn, Di Lặc
Nhược nhất Diêm Phù Đề, Doanh Sự Bồ Tát. Cái này thì nhiều rồi. Nhất Diêm Phù Đề rốt cuộc là lớn cỡ nào thì chúng ta cứ lấy một tỷ dụ đơn giản nhất để nói. Lấy cái địa cầu này của chúng ta, Diêm Phù Đề so với địa cầu của chúng ta còn lớn hơn. Thôi cứ cho là địa cầu này đi. Ngày nay nói Bồ Tát kinh doanh của toàn thế giới này, những Bồ Tát kinh doanh tất cả sự vụ này. Nhất độc tụng tu hành diễn thuyết, Bồ Tát chi sở. Đối với một vị thật sự muốn tu hành làm việc đạo thì ưng đương thân cận, cúng dường thừa sự. Chẳng những không thể chướng ngại họ, làm khó họ, anh còn phải thân cận cúng dường thừa sự họ. Vậy anh là đúng, anh quả thật là y giáo phụng hành. Nhược nhất Diêm Phù Đề, độc tụng tu hành diễn thuyết, chư Bồ Tát đẳng, ư nhất cần tu, thiền định Bồ Tát, diệt đương thân cận, cúng dường thừa sự. Câu nói này dễ hiểu. Cách tu hành này so với trình độ của anh cao hơn, so với công phu của anh sâu hơn. Anh gặp được rồi, chẳng những chẳng thể chướng ngại gây khó khăn, anh cũng phải thân cận cúng dường thừa sự. Vậy cần tu thiền định Bồ Tát, quý vị nên nhớ, chỗ này nói đó là nghĩa rộng, chẳng phải nghĩa hẹp. Họ giảng đó là đại tiền đề, đại nguyên tắc, là chỉ cho người y giáo tu hành mà được thanh tịnh tâm. Điều là cần tu thiền định Bồ Tát. Thiền định hai chữ này, Lục Tổ Đại Sư giải thích trong Đàn Kinh là căn cứ Kinh Kim Cang chỗ nói, bất thủ ư tướng, như như bất động. Nghĩa của hai câu này là, ngoài chẳng trước tướng, đây là thiền, trong chẳng động tâm, đó là định. Lục căn của chúng ta tiếp xúc cảnh giới lục trần bên ngoài, nhìn thấy rất rõ ràng, nghe được rất rõ ràng, đây là tuệ. Tuệ là chẳng hồ đồ, chẳng có thứ gì chẳng rõ, tuy rất rõ ràng, nhưng tuyệt đối chẳng động tâm, nhìn thấy những gì tốt đẹp hơn tí nữa, chẳng khởi dậy tâm tham, nhìn thấy những việc chẳng vừa ý hơn nữa, chẳng khởi tâm sân giận. Nếu anh có thể ở trong tất cả cảnh giới, chẳng khởi tâm, chẳng động niệm, vĩnh viễn bảo trì cái tâm của anh thanh tịnh bình đẳng, đây là định. Chẳng phải bảo anh mắt đừng nhìn, tai đừng nghe, chẳng phải vậy, đó là sai rồi. Anh thứ chi cũng đều tiếp xúc, thứ thứ đều hiểu rõ, nhưng thứ thứ chẳng chấp trước, chẳng bị ảnh hưởng của nó, đó là thiền, hợp lại gọi là thiền định. Chỗ này là nói cái này, bất luận tu học pháp môn nào, bất luận tu học tông phái nào, công phu đắc thực rồi, tức là Bồ Tát tu thiền định. Đây là chỉ cho những người có công phu thật sự đắc lực. Phần kinh văn phía dưới nói, như thị thiện nghiệp, như lai tùy hỷ, như lai duyệt khả. Chúng ta bằng cái tâm thái như vậy, hành vi như vậy, đối đãi với những người tu hành chân chính, thì Phật hoan hỷ. Phật nói đây là thiện nghiệp. Chư Phật Như Lai đều tùy hỷ, chư Phật Như Lai đều duyệt khả, hoan hỷ hứa khả cho anh. Anh đã làm đúng. Lại xem phần kinh văn phía dưới, nhược ư cần tu, trí tuệ Bồ Tát, thừa sự cúng dường, đương hoạch vô lượng, phước đức chi tụ.
chẳng những hoạch được phước đức, vả lại còn là phước đức chi tụ, vô lượng phước đức tụ tập tại một nơi, anh có thể có được đại phước báo. Đây là nhược ư cần tu trí tuệ Bồ Tát. Cần tu trí tuệ Bồ Tát, cái từng thứ ấy thì là cao, trí tuệ Bồ Tát từng thứ cao. Phía trước nói sơ nghiệp Bồ Tát, còn trí tuệ Bồ Tát thông thường là chỉ cho pháp thân đại sĩ, ít nhất cũng phá được một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, đây mới là trí tuệ Bồ Tát. Chính giống như Kinh Kim Cang hai câu kệ chỗ nói đó, hai câu kệ này đã nói đó, bất thủ ư tướng, như như bất động. Bài kệ này tức là phía dưới chỗ nói, nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Bài kệ này của Kinh Kim Cang là sự quán của trí tuệ. Chúng ta ngày nay gọi là vũ trụ quan cùng nhân sinh quan, đó là cách quan sát bằng trí tuệ cứu cánh viên mãn. Còn bất thủ ư tướng như như bất động, đó chính là đã nhìn thấu buông xuống, thì là nhập vào cảnh giới của Phật cùng Đại Bồ Tát. Cho nên anh đối với hạng người này đi thừa sự cúng dường, thì anh sẽ hoạch được phước rất lớn. Tại sao hoạch được phước lớn? Chúng tôi bình thường lúc giảng kinh đều từng nói qua, ở đây không cần lãng phí thời gian nữa. Đặc biệt là trong quyển Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm giảng rất tường tận, phía sau có phần lược thuyết Hà Di Cố là tại sao vậy. Trí tuệ chi nghiệp vô thượng tối thắng, siêu quá nhất thiết tam giới sở hành. Phật ở chỗ này vì chúng ta lược thuyết. Học Phật tức là học trí tuệ, Phật pháp là pháp của trí tuệ, Phật học là môn học của trí tuệ. Quý vị nên nhớ kỹ, chúng ta học Phật vừa mới đầu là đem cái mục đích của sự tu học nói ra. Người học Phật cầu những gì? Là cầu A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Câu này là phạn ngữ, dịch thành nghĩa tiếng Trung Quốc là trí tuệ cứu cánh viên mãn. Anh có trí tuệ thì bất cứ vấn đề gì đều được giải quyết được cả. Ngay có vấn đề liễu sanh tử suốt tam giới, thành Phật làm tổ đều có thể giải quyết, huống chi là việc thế gian ư? Việc thế gian nếu cùng việc đột phá lục đạo luân hồi để so sánh, thì việc thế gian chỉ là việc vụn vặt tầm thường mà thôi, việc nhỏ không đáng kể. Khi có được đại trí tuệ, sao chẳng giải quyết được chứ? Cho nên người học Phật chẳng có chi khác, chỉ là học trí tuệ. Nếu quý vị xem quyển Lục Tổ Đàn Kinh, quý vị coi Lục Tổ biểu diễn đó, chẳng có chi khác chỉ là trí tuệ. Cho nên trí tuệ chi nghiệp là vô thượng tối thắng, vượt qua tất cả chỗ hành của tam giới. Đây là tam giới lục đạo chẳng có gì so sánh với nó. Thì có Di Lặc Nhược Hữu Bồ Tát phát khởi tinh tấn ư trí tuệ trung đương cần tu tập. Phật ở tại đây nói câu nói này là để khuyến khích chúng ta. Anh hiểu rõ đạo lý này, liễu giải chân tướng sự thật, vậy anh xuất gia muốn làm Bồ Tát, anh thọ Bồ Tát giới thì là Bồ Tát. Anh phải nên tinh tấn, phải nên phát tâm, phải nên tu học trí tuệ. Kinh văn đến đây là một đoạn, phía dưới là đoạn thứ 14, do Ngẫu Ích Đại Sư phán, là phần lược thuyết về lỗi lầm của hí luận, cũng có 20 thứ. Đến chỗ này đem nó bổ túc, phía trước các thứ đã nói hết, đều là nói hết, chỉ còn phần hí luận chưa nói. Tại sao Phật chẳng nói? Vì Di Lặc Bồ Tát chẳng có hỏi, chẳng hỏi thì Phật chẳng nói. Phải có người khải thỉnh Di Lặc Bồ Tát vừa hỏi thì Phật nói. Chúng ta lại xem phần kinh văn. Nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát bạch Phật ngôn: Thế Tôn, Như Lai thiện thuyết, sơ nghiệp Bồ Tát. Quý vị xem phần kinh văn rất rõ ràng.
Cho nên đây là sơ học Bồ Tát, phiền não tập khí đều chưa đoạn, cho nên khuyết điểm dãy đầy. Khuyết điểm này, cử sơ vài ví dụ phía trước đã nói rồi, nhạo ư hội náo. Đây là căn bệnh ưa thích chúng náo nhiệt. Kẻ sơ học ưa thích chúng náo nhiệt, ưa thích thế thoại, là chuyện phím của thế gian. Ưa thích cái này, ưa thích ngủ nghỉ, ưa thích làm nhiều thứ sự vụ, tạo rất nhiều lỗi lầm. Phật điều thiện thuyết, chữ thuyết phía trước thêm chữ thiện, ý quy rất sâu dài. Tôi nói với quý vị ý nghĩa của thiện xảo, hãy tỉ mỉ đi thể hội. Cái gì gọi là thiện thuyết? Thuyết mà chẳng thuyết thì gọi là thiện thuyết. Thuyết rồi, nếu anh trước tướng có năng thuyết, có sở thuyết, thì chẳng thiện rồi. Chư Phật Bồ Tát nói tất cả pháp là nói mà không nói, không nói mà nói. Chẳng có năng sở thì gọi là thiện. Đột phá xong năng và sở thì là nhập vào nhất chân pháp giới, nhập vào bất nhị pháp môn. Năng thuyết và sở thuyết là hai. Chẳng có năng thuyết, chẳng có sở thuyết thì nhập bất nhị pháp môn. Cách thuyết này gọi là thiện thuyết, Như Lai thiện thuyết. Còn anh thì thiện thính được chăng? Nếu như anh nghe mà chẳng nghe, chẳng nghe mà nghe, thì anh là thiện thính rồi. Người thiện thính thì nhập cảnh giới Phật, nhập bất nhị pháp môn. Anh ở đây đang nghe Tịnh Không Pháp Sư giảng kinh, tôi ở đây nghe, thì anh có năng có sở, cho nên anh chẳng nhập được cả bất nhị pháp môn, anh cũng chẳng nhập được cảnh giới của Bồ Tát. Cho nên tuy là nghe nhưng bất thiện, tuy nói cũng là bất thiện. Phải thiện thuyết, thiện thính, mùi vị dài lắm. Mùi vị này rất nồng, rất nồng. Cho nên Như Lai thiện thuyết, các thứ lỗi lầm của những Bồ Tát sơ học này sau đây được hỏi ra hết. Vân Hà Danh Vi Hỷ Luận Trung Quá, câu này phía trước chưa hỏi, nơi đây bổ sung ra. Thật tại mà nói, vẫn chẳng phải là bổ sung. Cái khuyết điểm của việc kinh doanh nhiều sự vụ quá lớn, cho nên hai đoạn lớn kinh văn đều là nói một việc này. Việc này là căn bệnh chung của người chúng ta hiện nay, là căn đại bệnh, phải nên giác ngộ. Như quan sát thời, quan sát là trí tuệ. Anh phải có trí tuệ để quan sát, để giác biết. Linh ư Bồ Tát, đương đắc trụ ư tịch tỉnh, vô chư tranh luận. Quý vị nên biết, cái lỗi lầm của hỷ luận quá nhiều. Xa lìa được hỷ luận, thì tâm anh liền được định. Giới, định, tuệ, tam học, chẳng những là cái tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc của Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ dạy tất cả chúng sanh trong Ta Bà thế giới. Thật tại là tất cả chư Phật Như Lai ở nơi hư không pháp giới chỉ dạy tất cả chúng sanh đều chẳng rời khỏi nguyên tắc này. Nhân giới được định. Chữ giới này là nghĩa rộng, chẳng phải nghĩa hẹp. Giới, định, tuệ, tam, ba chữ này đều là nghĩa rộng. Nghĩa rộng của chữ giới này tức là thủ pháp, thủ quy củ, thủ pháp. Thủ quy củ thì tâm anh sẽ được định. Nếu chẳng thủ pháp, giữ quy củ thì tâm anh luôn luôn phải đề phòng, trong tâm có khủng bố, thì tâm làm sao định được. Cho nên trì giới là thủ pháp, giữ quy củ, thứ thứ đều yên ổn thì tâm anh được định, tâm chẳng loạn. Nhân định được khai trí tuệ, tâm anh thanh tịnh, tâm an định, định tâm khởi tác dụng, tức là trí tuệ.
Tất cả chư Phật chỉ dạy chúng sanh đều chẳng rời khỏi nguyên tắc này. Vẫn còn vậy còn hí luận tức là phá hoại giới định. Lỗi lầm này rất lớn. Di Lặc Bồ Tát ở đây thay mặt cho chúng ta thỉnh pháp, mời Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta nói lỗi lầm của hí luận. Xin xem phần kinh văn phía dưới. Phật ngôn Di Lặc: Sơ nghiệp Bồ Tát, hí luận quá thất, vô lượng vô biên, ngã kim lược thuyết, hữu nhị thập chủng. Lỗi lầm vô lượng vô biên. Phật vì việc nói pháp được thuận tiện, Ngài đem nó quy nạp trở lại, quy nạp thành 20 loại. Quý vị nên nhớ kỹ cùng phía trước như nhau, 20 thứ, tức là 20 chủng loại. Mỗi một loại chẳng biết có bao nhiêu lỗi lầm. Phía dưới nói: Vân hà danh vi nhị thập chủng quá. Vậy thì 20 thứ lỗi là nào? Phật ở đây từng thứ một vì chúng ta nói ra. Nhất giả ư hiện tại sanh đa chư khổ não. Đây là những người ưa thích hí luận, phạm vi hí luận bao quát rất rộng. Thông thường chúng ta gọi là nói đùa. Là thuộc về hí luận. Mà trên thực tế, bên trong ngoài việc nói đùa ra, còn có rất nhiều đều thuộc về hí luận. Chỉ cần cùng với nghĩa chính trong kinh điển nói đó trái nghịch nhau. Những loại ngôn luận này đều có thể hàm nhiếp hí luận ở bên trong. Quý vị xem hiện nay có nhiều bài ca, lời ca trong những ca khúc thịnh hành, lời trong những vở kịch, điện ảnh, nếu anh để ý để nghe, đều là hí luận. Đều là hí luận và thiêu dệt. Cho nên phạm vi bao quát của nó rất rộng, rất rộng. Chúng ta phải để ý để thể hội. Việc lỗi lầm thứ nhất là ư hiện tại sanh đa chư khổ não. Hiện tại sanh là đời này. Tăng gia khổ não. Tại sao có thể tăng gia khổ não? Trong ngạn ngữ thường nói, người nói vô tâm, kẻ nghe hữu lý. Thường thường trong lúc nói đùa mà đã cùng người kết oán thù, chính mình đều chẳng hay biết. Gặp phải kẻ khác ôm hận, trả thù, gây rất nhiều phiền toái. Bồ Tát xuất gia không nên làm những việc này. Cho nên bậc cổ đức dạy người ít nói đi một lời, niệm nhiều thêm một tiếng Phật hiệu. Điều này có đạo lý. Những lời nói chẳng cần thiết, cố gắng nói ít, niệm Phật cho nhiều, quyết định có lợi ích. Niệm Phật, tâm định trên câu Phật hiệu. Hơn nữa là những người tu Tịnh Độ Tông, tại sao anh chẳng cầu công phu thành phiến? Tại sao chẳng cầu nhất tâm bất loạn?
Vì những lời anh nói đó, những lời nói vô nghĩa kia, làm phương hại công phu thành phiến của anh. Đây là đạo lý nhất định, đa chư khổ não, nhị giả tăng trưởng sân huệ, thối thất nhẫn nhục. Câu nhẫn nhục ở đây là lòng kiên nhẫn. Người ưa thích nói chuyện vô ích, ưa thích nói đùa, thì tăng trưởng sân giận. Khi nãy giảng rồi, rất dễ cùng người kết oán. Trong khi nói chuyện, bị thử lời nói không ăn ý với nhau, thì liền nổi giận. Việc này chúng ta thường thấy. Quả thật từ vài câu nói nhỏ nhặt chẳng ăn ý thì trở thành rất chẳng vui. Có thể thấy rằng cái đạo ngôn ngữ là nền đại học vấn. Khi tâm sân giận nổi lên thì công phu nhẫn nhục của anh đương nhiên mất hết cả. Trong lục độ ba la mật, nhẫn nhục là đối trị sân giận. Bố thí là đối trị sang tham. Trì giới là đối trị ác nghiệp. Nhẫn nhục đối trị sân giận. Khi tâm sân giận đã nổi lên thì nhẫn nhục ba la mật chẳng còn, lòng nhẫn nại cũng chẳng còn. Tam giả vị chư oan đối chi sở não hại. Oan là oan gia, đối là đối địch. Oan gia đối đầu của anh có cơ hội gây phiền phức cho anh, là tại trong lời nói của anh soi bói khuyết điểm của anh, tìm chỗ yếu của anh mà lúc anh nói chẳng lưu ý, chẳng cẩn thận, cho nên người nói là vô tâm, kẻ nghe lại có ý, họ đến để gây phiền phức. Giống như những chuyện này, chúng ta trong cuộc sống hàng ngày thường thường thấy được, thường thường gặp phải. Đọc sách xưa, đọc lịch sử, trong lịch sử ngôn ngữ không cẩn trọng mang đến tai họa quá nhiều quá nhiều. Nếu nhỏ thì thân bại danh liệt, còn lớn thì quốc phá gia vong. Cho nên Khổng Lão Phu tự dạy học ngôn ngữ được liệt vào hạng thứ nhì, có đạo lý của nó. Trong Khổng Môn Tứ Khoa, cái thứ nhất là đức hạnh, thứ nhì là ngôn ngữ, tiếp đó mới là chánh sự văn học. Ngài đem ngôn ngữ coi trọng thế đó. Quý vị xem Phật trong kinh nói đoạn này, chúng ta nghĩ đến Khổng Lão Phu Tử dạy người chẳng phải chẳng có đạo lý. Tứ giả ma cặp ma dân giai sanh hoan hỷ. Ma ở đâu? Chỗ nào cũng đều có. Ma tức là chiếc ma, tức là giày vò. Tâm chúng ta sanh phiền não, phiền não là ma. Trong kinh Bát Đại Nhân Giác, tôi nghĩ quý vị đều niệm qua, Phật trong kinh nói với chúng ta có bốn loại ma. Ma thì vô lượng vô biên, quy nạp thành bốn loại. Anh phải đem chân tướng của sự thật này hiểu rõ rồi, anh mới nhận thức ra biết là ma. Anh nhận thức biết chúng rồi thì chúng chẳng thể hại anh, chỉ sợ nhất là anh chẳng nhận ra chúng thì chúng sẽ gây phiền phức, thì anh sẽ bị ma hại. Phải biết rõ chúng,
Phật nói với chúng ta, loại thứ nhất, ngũ ấm là ma. Ngũ ấm là thân thể của chúng ta, là cái bản thân này là ma chướng. Sắc thọ tưởng hành thức, sắc là sắc thân. Tôi nghe nói các bạn học chúng ta, hai ngày nay lại có người bị muỗi cắn, phải đưa vào bệnh viện. Quý vị đã gặp ma chướng rồi, sắc thân gặp ma. Còn thọ tưởng hành sức là tâm, tức là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Đây là ma, chẳng phải đồ tốt. Cho nên Phật dạy chúng ta phải đem vọng tưởng, phân biệt, chấp trước buông xuống. Phải đem nó xả bỏ. Tại sao? Vì chúng là ma. Phải xa lìa ma chướng. Anh có phải xả hay không? Ngũ ấm là ma. Lại nói phiền não là ma. Phiền não là kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não, toàn là ma chướng. Anh phải nhận biết chúng. Tại sao Phật bảo anh phải đem phiền não, phải đoạn phiền não? Anh còn đặc biệt ưa thích phiền não. Ngày nay có tín đồ đến cúng dường cho anh một phong bì đỏ lớn 10 vạn đồng. Anh mừng đến chẳng xiết kể. Anh gặp phải ma chướng rồi đó. Khi cầm được 10 vạn đồng thì tâm tham nổi dậy, thì ma chướng liền hiện tiền. Anh phải nhận biết nó. Anh phải đem nó nhìn thấu. Tôi có thể nhận được không? Vì nó có thể dẫn khởi tâm tham sân si, có thể dẫn khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước của tôi. Tôi không nhận. Thì anh là thông minh. Lúc nào mới có thể nhận? Nhận mà không nhận, không nhận mà nhận thì được. Trí tuệ của anh khai mở rồi. Tuệ hạnh Bồ Tát có thể nhận. Vì sao? Đối ngài chẳng có ảnh hưởng thơ hào nào cả. Cũng tức là nói, ngài đã thật sự làm được ngoài chẳng trước tướng, trong chẳng động tâm. Ngài có thể nhận số tiền này đi làm sự nghiệp lợi ích chúng sanh. Ngài chẳng hưởng thụ, chẳng mua những món ăn ngon, chẳng muốn mua một chiếc y phục đẹp, chẳng có. Ở Trung Quốc gần đây, quý vị đều biết, Ấn Quang Đại Sư, Hư Văn Lão Hòa Thượng, hai vị đại đức này được người trong và ngoài nước tôn kính cúng dường. Họ cúng dường tiền bạc quá nhiều, quá nhiều. Cũng chưa từng nghe hai vị pháp sư này tổ chức ăn một bữa ăn cho thật ngon, chẳng nghe qua. Cũng chẳng nghe qua hai vị lão pháp sư này may một chiếc áo bà bào cho thiệt đẹp để mặc, chẳng có nghe qua. Quý vị xem tấm ảnh của Hư Văn Lão Hòa Thượng, tôi đã xem 30 mấy tấm hình của ngài. Trong mỗi một tấm hình, ngài đều mặc một loại y phục đều là vá rất nhiều chỗ. Đây là tấm gương tốt của chúng ta. Tiền bạc có thể nhận, riêng mình thì chẳng dùng đến. Đối với chính họ thì chẳng có tăng trưởng tham sân si. Tâm của họ vẫn là thanh tịnh, chỉ làm được những việc lợi ích cho chúng sanh. Ấn Quang Đại Sư tất cả cúng dường của ngài, ngài đem đi in kinh bố thí cùng chúng sanh trên toàn thế giới, rộng kết pháp duyên. Điều này chúng ta nên học. Tôi là học từ ngài đó. Ngài là tổ sư của chúng ta. Phật pháp của tôi có được là từ lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam là học trò của tổ Ấn Quang. Cho nên tôi là kế thừa đạo thống của tổ Ấn Quang. Ngài làm như thế nào, chúng ta cũng học theo thế đó mà làm. In kinh bố thí,
Hiện nay khoa học phát đạt, ngoài việc in kinh ra, chúng ta có thể làm băng video, có thể làm CD, làm DVD. Hiện nay càng tiến bộ hơn nữa là Internet quốc tế, điện não. Chúng ta đem Phật Pháp truyền bá đến khắp thế giới, gửi đến tặng gia đình từng người. Đây là nguyện vọng của chư Phật Tổ Sư. Chúng ta hà tất phải đi hưởng thụ chứ, hà tất phải đi tạo nghiệp chứ, thì đó là sai. Quá sai, quá sai. Y phục của người xuất gia đâu có kiểu gì mới mẻ. Một chiếc áo, nếu giữ cho đàng hoàng, có thể mặc 10 năm, 20 năm, thì chúng ta đã xa lìa ma chướng rồi vậy. Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh, tập 26. Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng. Chuyên giảng vào tháng 10 năm 1996, địa điểm Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba. Hiện nay khoa học phát đạt, ngoài việc in kinh ra, chúng ta có thể làm băng video, có thể làm CD, làm DVD. Hiện nay càng tiến bộ hơn nữa, đó là Internet quốc tế, điện não. Chúng ta đem Phật Pháp truyền bá đến khắp thế giới, gửi đến tặng gia đình từng người. Đây là nguyện vọng của chư Phật Tổ Sư. Chúng ta hà tất phải đi hưởng thụ chứ, hà tất phải đi tạo nghiệp chứ, thì đó là sai, quá đổi sai lầm. Y phục của người xuất gia đâu có kiểu gì mới mẻ. Một chiếc áo, nếu giữ đàng hoàng, có thể mặc 10 năm, 20 năm, thì chúng ta đã lìa xa ma chướng rồi. Sinh hoạt càng đơn giản, càng khỏe mạnh. Cho nên quý vị về mặt ăn uống, chớ nên kén chọn, sinh hoạt càng đơn giản, càng là khỏe mạnh. Nếu quý vị không tin, thì chính con người tôi đây có thể làm chứng. Tôi 26 tuổi học Phật, học Phật chưa đầy nửa năm thì tôi ăn trường trai. Lối ăn uống của tôi rất đơn giản, vả lại ăn rất ít. Tôi ăn rất ít, ăn rất đơn giản, tôi chẳng ăn vặt. Tôi thấy quý vị đều ăn nhiều hơn tôi, ban đêm còn ăn đêm, ăn rất nhiều thứ. Cuộc sống của tôi rất đơn giản, đơn giản, phân lượng rất ít là khỏe mạnh nhất, trường thọ nhất. Quý vị đều sanh bệnh, còn tôi chẳng sanh bệnh. Hôm nay tôi đã 70 tuổi, chẳng có sanh bệnh qua. Quý vị sẽ hỏi tại sao? Rất đơn giản, cuộc sống càng đơn giản càng tốt, tâm phải thanh tịnh. Điều này tôi đã nói với quý vị rất nhiều lần rồi. Căn nguyên của tất cả bệnh tật đều là vọng tưởng. Trong kinh nói, tham sân si gọi là tam độc. Bên trong anh có tam độc, anh làm sao chẳng sanh bệnh được chứ? Bên ngoài có ngũ dục lục trần, nội ngoại giao cảm, thì sao có đạo lý chẳng sanh bệnh? Bên trong chẳng có tam độc, ngoài ngũ dục lục trần chẳng tiêm nhiễm, thì anh làm sao sanh bệnh được chứ? Chẳng có lý do để sanh bệnh. Cho nên anh phải biết, làm cách nào để bảo vệ sức khỏe của thân thể, đó là ăn uống đơn giản. Lượng ăn uống ít, trong tâm chẳng sanh phiền não, chẳng khởi tạp niệm.
niệm niệm đều là hoằng dương Phật pháp, niệm niệm đều là lợi ích chúng sanh. Học Bồ Tát phải giống như Bồ Tát. Chúng ta học rồi thì là hữu dụng, chẳng phải vô dụng. Học rồi quả thật vui vẻ, quả thật tự tại. Cho nên ma chúng ta phải nhận biết nó. Bốn loại ma, hai loại này là tối quan trọng. Còn tử ma thì con người chẳng thể tránh miễn được. Phía sau là thiên ma quý vị phải biết. Thiên ma là gì? Tức là xã hội ngày nay của chúng ta muôn màu muôn vẻ các thứ dụ hoặc. Đó tức là thiên ma. Quý vị cứ đến chợ dạo một vòng, nhìn cái này cũng động tâm, cái kia cũng rất đẹp. Đó tức là ma đang vẫy tay mời quý vị đó. Tâm anh vừa động thì liền rơi vào ma chưởng rồi, thì bị chúng nắm lấy. Mỗi ngày anh rất cực nhọc để đi làm kiếm tiền, số tiền ấy đều bị chúng gạt lấy mất hết. Cuộc sống của anh là vì ai mà sống? Đều là vì nhóm ma này mà sống. Đặc biệt là mấy cô gái ưa thích đẹp. Anh xem mấy chú thợ may ngày ngày đều cho ra kiểu mới. Kiểu mới bày ra rồi thì kiểu năm ngoái đã lỗi thời. Kiểu năm ngoái rất đẹp nhưng đã lỗi thời. Mặc ra ngoài khó coi lắm, nhất định phải mua kiểu mới. Cho nên tiền anh kiếm được lại bị chúng gạt lấy mất. Có người nói mặc đồ cũ ra ngoài kỳ lắm, người ta cười chết. Tôi thường nói cười chết là hắn chết, anh không chết. Anh sợ chúng làm gì chứ? Hắn chết ta không chết. Cho nên phải nhận thức ma cho rõ ràng. Đây là ma và ma dân. Thật quá lợi hại. Cho nên ma chẳng phải loại mặt xanh nhe răng, chẳng phải loại dọa chết người, mà nó rất đẹp. Nhìn đến là khiến anh sanh tham sân si. Đó tức là ma. Nếu anh nhìn đến thanh tịnh tâm, đó là Phật Bồ Tát. Chỗ anh thấy đó, chỗ nghe đó, tâm rất thanh tịnh. Đó là Phật Bồ Tát. Nếu nhìn đến mà khởi tham sân si, sanh vọng tưởng, đó tức là cảnh giới của ma. Cho nên anh ưa thích tranh luận, ưa thích thí luận, thì ma cũng rất ưa thích. Vì sao? Vì anh chẳng thoát ly được ma chưởng. Đạo lý là ở chỗ này. Phải biết rõ. Ngũ giả vị sanh thiện căn, dài tất bất sanh. Câu nói này thật là nghiêm trọng. Thiện căn của anh đã đoạn rồi. Thiện căn là gì? Vô tham, vô sân, vô si. Cho nên tôi thường thường dạy những đồng tu thật sự phát tâm tu hành. Nếu như công phu định lực của anh chưa đủ, anh muốn thành tựu, muốn được thanh tịnh tâm, thì trong cuộc sống cần phải đừng nên xem truyền hình, chớ nên nghe người ca hát, đừng nên xem báo, đừng nên xem tạp chí, thì tâm anh sẽ thanh tịnh. Tốt đấy, tâm thanh tịnh. Người ta hỏi vì gì đó vô sự. Hôm nay thế giới thiên hạ vô sự, thiên hạ thái bình. Thiên hạ của tôi thái bình, còn thiên hạ của anh chẳng thái bình. Anh ra sự, tôi thì vô sự. Phải tu như vậy. Anh đến hỏi tôi đều biết cả. Anh chẳng hỏi tôi thì cái chi tôi cũng chẳng biết. Cái chi là đúng. Cho nên học Phật phải từ chỗ này mà học. Truyền hình trong nhà đem nó vứt đi, chẳng cần. Thứ đó để làm gì? Đó tức là ma. Ma ở trong nhà anh đó. Nó dày vò thân tâm anh, khiến anh suốt ngày chẳng được yên tâm. Phật hiệu cũng mà chẳng niệm được tốt. Tại sao phải cần nó? Thiện căn
tức là vô tham, vô sân, vô si, gọi là ba thiện căn. Thiện căn của anh chưa sanh thì chẳng sanh được. Lục giả chỉ sanh thiện căn, năng lệnh thối thất. Thiện căn vô tham, vô sân, vô si của anh có sẵn rất mỏng manh. Ưa thích hí luận, từ một tí thiện căn của anh chẳng giữ nổi, rất dễ thối mất. Nói một cách khác, thiện căn đã mất đi rồi, thì đương nhiên anh làm thiện, hành thiện sẽ rất khó khăn. Nói một cách khác, khởi tâm động niệm, làm sao có thể chẳng làm ác. Thất giả tăng chư đấu tranh, quán cảnh chi tâm. Tăng là tăng trưởng, chữ đấu tranh là tất cả đấu tranh. Đây là chỉ rộng, chẳng phải chỉ một việc nào. Nói tóm lại, lỗi lầm này rất nhiều. Oán cảnh, cảnh là cạnh tranh. Trong cái oán cũng có oán cừu, cũng có hiểu lầm. Hiểu lầm cũng bao gồm trong chữ oán này. Cảnh là cạnh tranh. Xã hội hiện nay vô cùng rắc rối. Những người học Phật chúng ta rất rõ ràng minh bạch, cạnh tranh chẳng phải là việc tốt. Người người đều đang cạnh tranh thì xã hội làm sao mà yên được. Chư Phật, Bồ Tát, cổ thánh tiền hiền của Trung Quốc chúng ta chỉ dạy đại chúng, đều dạy chúng ta vô tranh. Người ta tranh, còn chúng ta thì không tranh. Quý vị phải biết, chỉ cần anh có cái tâm cạnh tranh, thì một đời anh vĩnh viễn là sống trong đau khổ. Cạnh tranh chẳng có lúc nào chấm dứt. Nói một cách khác, vọng tưởng phân biệt chấp trước của anh vĩnh viễn không thể đoạn dứt, cuộc sống của anh sẽ khổ biết chừng nào. Ngày nay anh cạnh tranh, địa vị có được rồi, tiền tài có được rồi. Được rồi thì sao? Khổ đấy. Đó nào phải vui? Cho nên người thời nay, chúng tôi thấy nhiều nhà giàu có, giàu mà không vui. Họ sống rất đau khổ. Tại sao rất khổ? Vì suốt ngày tâm đang cạnh tranh. Sống qua ngày giờ rất đáng thương. Chúng ta bên cạnh thấy được, thấy rất rõ ràng. Chúng ta vì sao được vui sướng? Vì ta chẳng cạnh tranh. Chẳng tranh. Biết đủ là thường vui. Trong xã hội mọi người đều biết đủ thì thiên hạ thái bình, xã hội sẽ an định. An định thì tự nhiên sẽ phồn vinh. Cho nên phồn vinh chẳng phải nhờ vào cạnh tranh. Chẳng có đạo lý này. Sự phồn vinh do cạnh tranh có được đó thì di chứng của nó rất nhiều, khuyết điểm rất nhiều, có thể đem lại sự động loạn cho xã hội. Quý vị thử nghĩ kỹ, vẫn là cổ thánh tiền hiền Phật Bồ Tát nói đó có đạo lý. Rất tiếc là Phật Pháp thiếu người tuyên truyền. Chúng ta ngày nay học Phật Pháp rồi, có trách nhiệm, có sứ mạng đem lời dạy của Phật Đà phát dương quang đại. Phải từ chính bản thân mình bắt đầu làm. Bản thân phải làm cho được, chẳng tranh với người. Chúng ta chẳng những chẳng tranh, ngược lại chúng ta phải nhường. Người ta muốn cạnh tranh, chúng ta phải lui nhường. Vào đời nhà Đường,
bàn cư sĩ đã biểu diễn một chiêu hay lắm, rất thú vị. Quý vị xem coi bàn Long Uẩn, ông ta đã khai ngộ, ông thật sự đã giác ngộ. Gia đình ông rất giàu có. Sau khi giác ngộ, ông liền đem vàng bạc của cải trong nhà, tất cả toàn bộ chở lên trên một chiếc ghe, chạy đến giữa sông, đục một lỗ trong ghe cho ghe chìm xuống đáy sông. Cái gì cũng chẳng cần. Người ta thấy sự việc như vậy bằng hỏi ông, tiền tài của cải nhiều như vậy, sao ông chẳng cần? Ông nói ông chẳng cần. Họ nói, ông không cần thì đem nó đi làm việc thiện chẳng hay hơn sao? Ông chỉ để lại cho đời một câu nói, việc tốt chẳng bằng vô sự. Người người đều vô sự thì thiên hạ thái bình rồi, thì xã hội an định rồi. Người tốt quá nhiều thì phiền phức lớn. Tại sao người tốt phải làm việc tốt? Người này cũng làm việc tốt, kẻ kia cũng muốn làm việc tốt, thì xung đột ấu đả nhau. Cho nên việc tốt chẳng bằng vô sự. Điều là đạo lý nói trong kinh này. Cho nên kinh này nhiều lần giảng nói, ưa thích kinh doanh những sự vụ này. Lỗi lầm là vô lượng vô biên. Việc tốt chẳng bằng vô sự. Trong vô sự có chân trí tuệ, tâm họ thanh tịnh. Cho nên nói là từ bản thân chúng ta bắt đầu làm, chúng ta chẳng cùng người tranh. Người học Phật tối thiểu phải làm được cùng người chẳng tranh, cùng sự chẳng cầu, thì anh mới tâm an lý đắc. Tâm an còn lý, tức là lý của Phật chỗ chứng, anh cũng có được. Tại sao ngày nay chúng ta học kinh Phật chẳng thấy được nghĩa trong kinh Phật? Đạo lý của Phật nói đó, chúng ta nghĩ cách nào cũng không thông, nghiên cứu cách mấy cũng mà nghiên cứu không ra, vì có chướng ngại. Chướng ngại gì? Là nghiệp chướng. Nghiệp chướng tức là tâm anh chẳng thanh tịnh, tâm anh chẳng an. Tâm làm sao mới được an? Bình thì an. Chữ Trung Quốc chúng ta bình an. Làm sao đạt đến bình? Phải công bình. Tâm anh đại công vô tư, anh mới được bình. Sau khi bình rồi mới an. Sau khi an rồi anh mới có thể có đắc. Đắc tức là anh ngộ ra đạo lý kinh Phật chỗ nói đó. Anh hiểu rõ. Đây là thọ dụng chân thật. Đây là lạc thú chân chánh. Người thế gian chẳng có cách gì tưởng tượng được cái thú vui trong đó. Người xưa nói đọc sách vui, còn đọc sách Phật lại càng vui hơn nữa. Chẳng có gì vui sướng bằng việc này, là vì trong đó có thể đạt đến tâm an lý đắc. Lý đắc thì trí tuệ khai mở. Thể xuất thế gian chân tướng của tất cả Pháp, anh liền triệt để thấu hiểu. Đây tức là trong kinh Bát Nhã nói về chư Pháp thật tướng, anh đã đạt được. Cho nên cái ý niệm cạnh tranh rất xấu. Người thế gian chẳng kể đề xướng cách nào, chúng ta phải biết đó chẳng phải thật. Lại xem phía dưới, Bát Nhã tạo tác địa ngục, ác thú chi nghiệp. Địa ngục ác thú chi nghiệp là gì? Là sân giận, đố kỵ. Đây là nhân tố thứ nhất của địa ngục. Sân giận bên trong đương nhiên còn gồm cả keo kiệt, tham lam và ngu si. Nói cách khác, tham sân si là chủng tử, nghiệp nhân của địa ngục ác nghiệp. Anh tạo nghiệp nhân này, làm gì có đạo lý chẳng thọ quả báo? Đây là đời sau gặp phải việc bất như ý,
Vì tạo ác nghiệp này, cổ giả đường đắc xuống lậu, bất thiện chi quả. Đây là nói cái quả báo hiện tiền. Thập giả, thiệt bất nhu nhuyễn, ngôn từ kiển sắp. Chữ kiển sắp tức là chúng ta ngày nay gọi là ngọng nghịu, nói lấp. Nói lấp có ai biết không? Trước kia người ở đại lục chúng ta gọi là nói lấp, tức là nói không, nói năng khó khăn, ngọng nghịu, nói không rõ. Quả báo này là từ đâu đến? Ý luận là nhân, gặp phải quả báo như vậy. Thập nhất giả, sở thọ giáo pháp, bất năng ức trì. Bất năng ức trì tức là hay quên. Những kinh giáo anh học được đó, thường thường hay quên mất, chẳng có thể nhớ được. Thập nhị giả, giữ vị văn kinh, văn chi bất ngộ. Anh ban đầu mới học một bộ kinh, anh chẳng dễ hiểu nổi ý nghĩa trong kinh. Chẳng giống như người lợi căn từ trước đến nay chưa nghe qua kinh này, vừa nghe thì hiểu nghĩa ngay, vừa nghe là giác ngộ liền. Thập tam giả, chư thiện tri thức giai tất xả ly. Thiện tri thức là người y giáo tu hành, là người thật sự chịu tu hành. Thấy anh chẳng chịu tu hành, giải đãi lười biếng, suốt ngày cứ hỷ luận lỗi lầm, người ta đối với anh đương nhiên là kính nhi viễn trì, chẳng dám đến gần với anh nữa. Đây là đạo lý nhất định. Thiện tri thức đối với anh kính nhi viễn trì. Thập tứ giả, chư ác tri thức sắp đường trực ngộ. Đây là vật tụ theo loài. Kẻ ưa thích thí luận, ưa làm việc tham, sân si, ưa thích tạo tội nghiệp, những loại bạn bè này đến với anh rất lẹ. Cùng anh ở một nơi tạo nghiệp, ác tri thức, anh gặp rất mau. Thập ngũ giả, tu hành, ư đạo, nàng đắc xuất ly. Chữ đạo này là chỉ trong cho tất cả Phật Pháp Đại Tiểu Thừa. Bất luận anh tu học pháp môn nào, anh chẳng thể thành tựu. Tiêu chuẩn của sự thành tựu là liễu sanh tử, xuất tam giới. Bất luận tu học pháp môn nào, anh muốn ra khỏi tam giới chẳng dễ. Nói một cách khác, có tu giỏi hơn đi nữa vẫn là trong lục đạo luân hồi. Anh mới biết được lỗi lầm của hí luận quá nghiêm trọng. Thập lục giả, bất duyệt ý ngữ, số số thường văn. Lời nói mà anh chẳng thích nghe, lời nghe tới liền sanh phiền não. Những lời này thường thường nghe đến, thường ở bên tai anh. Đây là quả báo hiện tiền. Vì anh ưa thích nói những lời hí luận. Hí luận cũng chẳng phải người tu hành chân chính ưa thích nghe. Lời anh nói ra, người ta chẳng thích nghe, cho nên anh cũng thường nghe những thứ ngôn luận chính mình cũng chẳng ưa thích. Quả báo này quá nhanh. Quả báo hiện tiền. Thập thất giả, tại tại sở sanh, ra chư nghi hoặc. Thường sanh nghi hoặc, thường sanh ưu tư lo lắng. Tâm thần của anh chẳng được an. Thập bát giả, thường sanh nạn xứ, bất văn chánh pháp. Chữ nạn là gặp nạn. Trong kinh Phật cho nói về tam đồ bát nạn. Chữ nạn chỗ này tức là nói tam đồ bát nạn. Quả báo thường thường ở trong tam đồ bát nạn. Chữ nạn này đặc biệt chỉ cho những người chẳng có cơ hội nghe được Phật Pháp. Bên trong đây
cũng có một điều nói về thế trí biện thông. Thế trí biện thông là dù cho có tiếp xúc đến Phật Pháp, họ cũng rất khó tiếp thọ. Điều là thuộc về những gì chỗ này đã nói đến. Thập cửu giả tu hành bạch pháp đa hữu chướng ngại. Bạch pháp là thiện pháp. Thời xưa bên Ấn Độ đem hai chữ thiện ác thường thường gọi là hắc bạch. Người Trung Quốc chúng ta quen gọi là thiện ác, người Ấn Độ gọi là hắc bạch. Bạch là thiện. Anh tu học tất cả thiện pháp thường có chướng ngại. Nhị thập giả ư sở thọ dụng đa chư oán tật. Đây tức là sự hưởng thụ trong cuộc sống bình thường của anh. Thọ dụng của anh, dù cho là chính anh tu phước, cảm được quả báo tốt, tuy nhiên kẻ khác vẫn có thể đố kỵ anh, vẫn có thể oán trách anh, gọi là tai bay vạ gió. Anh hỏi nguyên nhân của nó, nguyên nhân đều ở nơi lỗi lầm của hí luận. Đương nhiên, cái nghiệp nhân ở bên trong thì vô cùng phức tạp, nhưng hí luận là duyên. Dù cho anh có nhân, nếu chẳng có duyên, sẽ chẳng có những quả báo này hiện tiền. Trong kinh cho nói những lỗi lầm này, bên trong nhất định có nhân có duyên. Chúng ta phải đem nhân duyên nhìn cho rõ ràng minh bạch. Phải biết cách đánh miễn. Câu phía sau đây là tổng kết. Di Lặc Kỳ Vi Bồ Tát đàm trước hỷ luận nhị thập chủng quá. Đây là Phật lược nói 20 thứ. 20 thứ này là Bồ Tát đàm trước. Đàm trước là tham nhiễm, ưa thích hỷ luận. Nhất định có 20 thứ lỗi lầm này. Nhĩ thời Thế Tôn trùng thuyết kệ ngôn, kệ tụng để tiện cho dễ nhớ, dùng thể tài của thi ca để viết ra. Bởi vì những phần khai thị này vô cùng quan trọng, để lặp lại phía trước chỗ nói đó, hy vọng mọi người đều có thể ghi nhớ. Ý nghĩa thứ hai của kệ tụng là vì những đồng tu đến sau. Bởi vì Phật giảng kinh chẳng giống như ở trường vào lớp, có kẻ đến trước, người đến sau. Những người đến sau, phần trước Phật giảng đó chưa được nghe, Phật rất từ bi, cũng chẳng nỡ để họ thất vọng, đem phần đã giảng lặp lại một lần nữa, chỉ rất đơn giản ngắn gọn đề ra để bù đắp lại cái phần họ chưa nghe. Cho nên dùng kệ tụng để nói lại một lần. Phía dưới là ngũ ngôn tụng, tức là 5 chữ một câu, 4 câu là một bài, cộng có 21 bài. Chúng ta thử niệm xem. Hiện sanh thường khổ não, ly nhẫn đa sân huệ, oan thù sanh hại tâm, thị danh hỷ luận quá. Đây là bài thứ nhất. Hiện sanh là hiện tại, anh có thể sanh khổ não, thường thường hay sanh khởi khổ não, công phu nhẫn nại của anh sẽ mất. Có nhiều ý nghĩ sân giận, vả lại có một số oan gia đối đầu, thường thường có ý niệm làm hại anh. Đây là hí luận làm nhân duyên dẫn đến những phiền phức này. Bài thứ hai, ma cặp ma quyến thuộc thường sanh hoan hỷ tâm, tán thất chư thiện pháp, thị danh hỷ luận quá. Bài này dễ hiểu, phía trước cũng nói qua rất tường tận. Ma cùng một ma quyến thuộc, khi anh thích đùa nói đùa, chúng cũng rất ưa thích, chúng gặp được cơ hội tiện, làm cho anh mất đi sự tu học và thiện pháp. Vị sanh thiện bất sanh, thường trú ư đấu tranh, tạo ư ác thú nghiệp, thị danh hỷ luận quá. Cái thiện chưa sanh, nó khiến cho khó sanh, đã có sanh một ít tiểu thiện cũng rất dễ thối mất. Trong hỷ luận, rất dễ dẫn khởi hiểu lầm,
mà hiểu lầm lại rất dễ dẫn khởi đấu tranh, thì là tạo ra ác nghiệp. Thân hình ra xú lậu, sanh ư hạ liệt gia, phát ngôn thường kiển sáp, thị danh hỷ luận quá. Phía trước cũng đã từng báo cáo với quý vị rồi, tu hành công phu có đắc lực hay không, có thụ dụng hay không, nhìn thân thể người ấy thì biết ngay. Trong pháp thế gian thường nói, những người xem tướng coi bói đều biết nói, tướng tùy tâm chuyển, tướng mạo có thể thay đổi, tướng có thể theo tâm mà chuyển, thân thể chúng ta thể chất cũng tùy theo tâm mà chuyển. Cho nên khi tâm anh thanh tịnh, tâm anh từ bi, thì tướng mạo của anh rất đẹp. Nếu bên trong tâm anh đều là tham sân si, dục vọng rất nặng, thì tướng mạo trở nên xấu xí, thể chất cũng xấu đi. Anh học Phật muốn biểu diễn cho người ta xem, tướng mạo xấu xí, thân thể bệnh hoạn, người ta vừa nhìn, ôi chào, đừng nên học Phật nữa, học Phật là như vậy đó à, ai còn dám học Phật nữa chứ. Anh học Phật thân thể khỏe mạnh, nét mặt hồng hào, trường sanh bất lão, người ta vừa nhìn nói học Phật tốt, quý vị xem không thể nào không học Phật. Đây là cái chiêu bài. Tôi học Phật hoằng pháp cũng nhờ vào cái chiêu bài này. Năm nay tôi đã 71 tuổi, cái chiêu bài này cũng khá lắm, có thể tăng trưởng lòng tin cho mọi người. Rất quan trọng, rất quan trọng. Mấy quý thầy của tôi, năm xưa khi tôi còn trẻ, tôi theo học với họ, thật tại mà nói cũng là qua cái chiêu bài tốt của họ. Thầy tôi, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, 95 tuổi còn đứng trên đài giảng kinh nói pháp, chẳng còn dùng đến cái micro, âm thanh to lớn vang dội, động tác y như thanh niên. 95 tuổi, chẳng cần thị giả, chẳng cần người trông nom. Khi tôi còn theo học với Ngài, có lẽ Ngài 71, 72 tuổi, sắp xỉ với tuổi của tôi. Tôi thấy Ngài chỉ có 3-40 tuổi. Thật là khiến người phải hâm mộ. Năm xưa hai vị thầy là thầy Phương Đông Mỹ cùng Chương Gia Đại Sư, pháp tướng trang nghiêm. Khi nhìn thấy, anh liền sanh tâm ngưỡng mộ. Cho nên đi hoằng pháp lợi sanh, cái chiêu bài rất là quan trọng. Quý vị đây đều học giảng kinh. Trong 3 năm, nếu tướng mạo của quý vị chẳng thay đổi, thể chất chẳng thay đổi, thì tiền đồ giảng kinh sẽ phải có hạn. Có thể thay đổi được chăng? Quả thật có thể thay đổi. Vốn diện mạo của tôi chẳng phải như thế này. Nếu quý vị xem tấm hình lúc xuất gia của tôi, quý vị sẽ giật mình. Vừa khô khan lại gầy ốm, rất là xấu xí. Có thể thay đổi. Tiếng nói của tôi chẳng vang dội. Lúc còn thanh niên, tiếng nói không tốt. Lúc mới xuất gia, tôi dạy ở trường Phật học. Phòng học rất nhỏ, học trò ngồi hàng thứ tư là chẳng nghe được tiếng của tôi, cho nên học trò phải viết giấy, yêu cầu tôi phải nói lớn một tí, âm thanh là được Phật gia trì. Tiếng nói của tôi đã thay đổi mà chính tôi đều chẳng biết. Là lúc giảng về kinh Địa Tạng, có đồng tu cho tôi hay, nói pháp sư, tiếng của thầy đã thay đổi. Tôi nói đổi ra sao? Họ có mang theo băng cassette mở cho tôi nghe. Nghe thấy quả nhiên khác hẳn. Âm thanh phải cầu Tam Bảo gia trì, chẳng phải chỉ nhờ tự mình. Tự mình chẳng có phước báo, phải nhờ phước báo của Phật, Bồ Tát, nhờ phước báo của đại chúng. Đại chúng có phước thì tiếng nói của tôi lớn. Với mình chẳng có liên can. Cho nên chúng ta đem thân này dâng hiến cho đại chúng. Quý vị xem trong Kinh Lăng Nghiêm nói, tương thử thân tâm phụng trần sát. Phước báo đó
chẳng phải của riêng mình, là phước báo của tất cả chúng sanh nhờ Tam Bảo gia trì. Cho nên chúng ta nhất định phải thường báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ. Ân đức này thật là quá lớn, cho nên dung mạo cùng thể chất có thể thay đổi. Vì thì câu kệ này chẳng cần nói thêm nữa, lại xem tiếp bài thứ 5. Văn pháp bất năng trì, hoặc văn bất nhập nhĩ, thường ly chư thiện hữu, thị danh hỷ luận quá. Anh nghe pháp thường thường hay quên, chẳng thể y trì, hoặc giả là nghe không vô, nghe rồi chẳng sanh được khoan hỷ tâm, xa lìa thiện tri thức. Đó là lỗi của hỷ luận. Trị ngộ ác tri thức, giữ đạo nàng xuất ly, thường văn bất thuận ngữ, thị danh hỷ luận quá. Anh thường thường gặp phải ác tri thức, bạn ác thường đến. Tu học bất cứ pháp môn nào, chẳng thể ra khỏi tam giới, thường nghe đến những ngôn luận mà chính mình không thích nghe. Xin lật qua bài thứ 17, bài thứ 7. Tùy bỉ sở sanh xứ, thường hoài nghi hoặc tâm, ư pháp bất năng liễu, thị danh hỷ luận quá. Bất luận anh sanh vào một đạo nào, bất luận anh sanh tại nơi chốn nào, luôn luôn là đa nghi. Cái này rất khổ, là đa nghi, mê hoặc, hoặc là mê hoặc. Ở nơi xử lý anh chẳng thể hiểu rõ. Phía dưới nói rất hay, ư pháp bất năng liễu. Chữ pháp này tức là thế và xuất thế gian pháp, chẳng thể thông đạt hiểu rõ. Bài thứ 8, thường sanh bát nạn trung. Phía trước có nói thì đây chỉ ra tức là tam đồ bát nạn, thường sanh bát nạn trung, viễn ly vô nạn xứ. Những chỗ vô nạn anh chẳng gặp được, anh gặp được đó đều là chỉ bát nạn, cụ túc vô lợi ích. Chẳng có được lợi ích chân thật. Đây cũng là lỗi của hí luận. Ư thiện đa chướng ngoại, thối thất chánh tư duy, sở thọ đa oán tật, thị danh hỷ luận quá. Làm tất cả thiện pháp thường thường đều có chướng ngại, làm chẳng được viên mãn. Thối thất chánh tư duy là thối thất chánh niệm, chỗ hưởng được đó đều gặp phải oán tật, tức là gặp người đố kỵ. Điều này đích thật là có, tôi cũng đã từng thấy qua. Trong nhóm đồng tu chúng ta có người hết sức là tốt, bất luận làm việc gì thường thường gặp người đố kỵ. Có lẽ cái nhân của họ chẳng phải ở đời này mà là đời trước, phiền phức rất lớn. Sau này gặp họ nên khuyên cho nhiều, đừng nên nói đùa với nữa, để tránh miệng hí luận, có lẽ có thể sửa lỗi trở nên con người mới. Bài thứ 10, nhược thị chư quá thất, gia nhân hỷ luận sanh. Hai câu này là để tổng kết phía trước đã giảng. Đại khái đều đem phía trước 20 thứ lỗi lầm đều bao gồm cả trong đó. 20 thứ này, lỗi lầm nhiều như vậy đều là vì hỷ luận sanh ra. Hỷ luận tuy chẳng phải là cái nhân chính, nhưng quyết định nó là tăng thượng duyên. Thì có hữu trí giả, tốc tật đương viễn ly, như thị hí luận giả, nàng chứng đại bồ đề. Thì có hữu trí nhân, diệt ưng bất thân cận, hí luận tranh luận xứ, đa khởi chư phiền não. Trí giả ưng viễn ly, đương cứ bá do tuần, diệt bất cận ư bỉ, tạo lập chi chư xá trạch. Đến chỗ này là một đoạn. Phía trước đại khái đều là mỗi một bài đều là một đoạn. Nói một việc, đây là ba bài, tổng cộng có ba bài là một đoạn. Phật tại chỗ này chẳng những tổng kết những lỗi lầm, vả lại tại đây còn khuyến khích chúng ta. Nếu như anh quả thật có trí tuệ, vậy thì anh hãy gấp rút xa lìa
xa lìa gì đây? Xa lìa hỷ luận. Từ nay về sau, chớ nên đi làm những việc này nữa. Nói một cách khác, chẳng phải nói anh hoàn toàn không được nói đùa. Anh cần nên biết trong trường hợp nào mới được nói đùa. Nói đùa cũng có thể khiến người khai ngộ, anh mới là Bồ Tát. Nếu nói đùa mà làm cho người ta sanh phiền não, thì anh đã tạo thêm nhiều nghiệp chướng. Thì anh đã tạo nghiệp, cho nên Bồ Tát từ thủy đến chung, họ đều sống trong trí tuệ cao độ. Điều này cần phải biết, tuyệt đối cho nên tùy tiện nói đùa. Gặp những người ưa thích nói đùa, chúng ta phải nên tránh xa họ. Đây là lời dạy bảo của Phật đối với chúng ta tại chỗ này. Vì sao? Bởi vì hí luận là tiếp cận với tranh luận. Thường thường trong lúc hí luận, liền lôi kéo theo tranh luận. Vì là anh liền nổi dậy phiền não, khởi dậy tham sân si mạng, trí giả đường viễn ly, đường khứ phá do tuần. Câu bá do tuần này cũng đừng hiểu theo nghĩa chết. Một do tuần là 40 dặm, 100 do tuần thì phải lánh xa như vậy sao? Chẳng cần phải làm như vậy. Ý nghĩa này là xa lìa họ thì là được rồi. Cho nên đừng hiểu một cách chết cứng trên kinh văn. Nhất định phải như Phật quy định, phải chạy ra ngoài 100 do tuần để trốn. Phật chẳng phải ý này. Phật là bảo anh lánh xa, cấp tốc lánh xa là ý nghĩa ở chỗ này. Diệt bất cận ư bỉ, tạo lập chư xá trạch. Đây là nhà ở của anh cùng với những người này, ưa thích nói đùa, đừng nên ở lân cận với họ. Anh phải ở chỗ cùng với chỗ họ, phải xa cách một khoảng cách. Nghĩa này là như vậy. Cho nên nhà của anh phải lựa chọn láng giềng. Điều này rất quan trọng. Phía dưới nói, thì có xuất gia nhân bất ưng trú tranh luận, nhữ đẳng vô điền trạch, thề tử cập đồng bọc, nãi chí vinh vị đẳng, hà duyên hưng tranh luận. Đây là một bài rưỡi sáu câu, là nói một sự việc. Đây là Phật đặc biệt nói với người xuất gia chúng ta, là từ trên nhân mà nói. Nhiều lỗi lầm như vậy, duyên cớ này quý vị như người xuất gia quyết định trong tâm chớ nên có tranh luận. Quý vị đã xuất gia rồi, quý vị cũng chẳng có nhà cửa, vừa ruộng vườn cũng chẳng có tài sản, cũng chẳng có vợ con, cũng chẳng có tôi tớ, thậm chí trong xã hội cũng chẳng có địa vị vinh hiển gì cả. Vậy quý vị bằng vào gì để mà tranh luận chứ? Cho nên người xuất gia phải giống cho người xuất gia. Thân tâm thế giới cả thảy đều buông xuống hết. Vậy mới là đúng. Lại xem bài phía dưới. Xuất gia trú tịch tỉnh, thân bị ư pháp phục, chư tiên hàm kính sự, đường tu nhẫn nhục tâm, như thị hỷ luận giả, tăng trưởng độc hại tâm, thường đọa ư ác đạo, thị cố ưng tu nhẫn. Hai bài này là nói một sự việc, dạy cho người xuất gia chúng ta. Người xuất gia tâm phải thường giữ cho thanh tịnh. Chữ trú ở đây là an trú. Làm gì có đạo lý người xuất gia mà tâm chẳng thanh tịnh? Quý vị cũng thường nghe, người xuất gia lục căn thanh tịnh, hạt bụi không nhiễm. Trong lục căn có ý căn. Hạt bụi không nhiễm. Bụi là chỉ cho ngũ dục lục trần. Ngũ dục là tài sắc danh thực thùy. Lục trần là sắc thanh hương vị xúc pháp. Trong tâm anh làm sao có thể đeo mang lo nghĩ những thứ này? Sao có thể đem những thứ này để vào trong lòng? Vậy thì anh đâu phải là người xuất gia. Điều này Phật nói quá nhiều rồi. Thân bị ư pháp phục, chữ này đọc là bị, cùng chữ bị bồ thủ một bên là đồng âm, đồng nghĩa. Thời xưa hai chữ này dùng chung, chỗ này đọc giọng cao. Trên thân anh khoác lên chiếc pháp phục tức là áo ca sa.
là áo nhuộm. Quý vị nên biết rõ ý nghĩa này. Người xuất gia chân chánh, thiên nhân, tiên nhân gặp anh đều phải tôn kính anh. Nói một cách khác, anh khoác lên, mặc vào chiếc ca sa mà tâm địa ô nhiễm không thanh tịnh. Đừng nói chi là thiên nhân chẳng tôn kính, mà ngay cả quỷ thần đều khinh thường anh, quỷ thần đều chế giễu anh. Cho nên, phải nên tu tâm nhẫn nhục. Nhẫn nhục tức là phải nhẫn nại. Vinh hoa phú quý của thế gian, chúng ta phải xả bỏ, trở nên ham thích, trở nên đi phan duyên. Như thị hí luận giả, những người ưa thích hí luận, tăng trưởng độc hại tâm. Chữ độc là tam độc, tham sân si. Chữ hại là phiền não, thường thường khiến anh phải sanh khởi tam độc phiền não. Tam độc phiền não là nguyên nhân của tam ác đạo. Quả báo của nó là tài ác thú. Chỉ có ưng tu nhẫn, anh phải nhẫn cho được. Chớ đi tìm nhiễm ngũ dục lục trần. Anh đã phát tâm xuất gia rồi, anh là thật sự giác ngộ rồi. Giác ngộ cách nào? Là từ trong ngũ dục lục trần nhảy vọt ra thì là giác ngộ. Lại xem phía dưới bài thứ 17. Tù cấm cặp triền phước, hình hại nhi trùy sở, như thị đáng chư khổ, dài do tranh luận sanh. Theo hiện tiền mà nói, tức là anh phạm pháp, anh thọ hình, tù cấm, triền phước, hình hại, truy sở đều là hình pháp trong lao tù ở thời xưa. Giống như ở Tân Gia Ba, khi anh phạm tội, thì có hình phạt đánh bằng roi, phải ngồi tù, tù cấm tức là ngồi tù, triền phước cũng là ngồi tù, phạt bằng roi là hành hại. Anh phạm pháp thì phải nhận chịu sự chế tài của pháp luật. Phạm pháp thường thường cũng có hí luận dẫn đến tranh luận mà sanh ra, xảy ra, cho nên phải biết chỗ có hại của nó. Như thị hí luận giả thường ngộ ác tri thức, danh xưng bất tăng trưởng, tăng vô hoan hỷ tâm. Thiện tri thức xa lìa, ác tri thức thì thường gặp mặt. Danh xưng tức là ngày nay gọi là danh dự. Tiếng tâm của anh không tốt. Người ta thường nói người kia thường cùng nhóm người chẳng ra gì ở chung một nơi, thì tiếng tâm của anh không tốt. Nói một cách khác, xã hội đại chúng đối với anh cũng kính nhi viễn chi, sẽ chẳng thân cận anh. Điều là nói hí luận là duyên mà mang đến sự hóa hại. Lại xem đoạn phía dưới, đoạn này có hai câu kệ. Phật khuyên dạy chúng ta: nhược xá ư tranh luận, vô năng tứ kỳ tiện, quyến thuộc bất quái ly, thường ngộ ư thiện hữu, ư thừa đắc thanh tịnh, nghiệp chướng tận vô dư, thôi phục ư ma quân, cần tu nhẫn nhục hạnh. Hai bài này là một đoạn. Phật ở chỗ này khuyên bảo chúng ta, dạy chúng ta phải xả bỏ tranh luận. Chính là chỗ gọi là cùng người vô tranh, cùng thế vô cầu. Thân tâm thanh tịnh, cho dù oan gia trái chủ của đời quá khứ, đối với anh cũng chẳng làm gì được. Vì sao? Tuy rằng trong đời quá khứ có những thứ nghiệp nhân này, nhưng trong đời này chẳng có cái duyên,
chúng cũng chẳng thể báo thù được. Oan gia trái chủ của quá khứ, kết đó là có nhân. Đời này gặp được duyên thì mới gặp được sự báo thù. Gặp quả báo này, nếu chẳng có duyên, ác duyên, thì tuy có ác nhân, cũng chẳng thọ ác báo. Đạo lý này phải nên biết, cho nên vô năng tứ kỳ tiện. Chữ tiện này là lời tục chúng ta gọi là chỗ yếu. Người ta nắm chẳng được cái chỗ yếu của anh, thì anh chẳng có ác duyên cho người. Nên quán gia trái chủ đối với anh chẳng có cách gì. Quyến thuộc bất quái ly, tức là nói cả gia đình anh sống rất hòa thuận, gia đình anh rất hạnh phúc mỹ mãn, chẳng có ai có thể phá hoại được gia đình anh. Vì sao? Trong hí luận thường thường sanh ra tranh luận, trong tranh luận thì có gây ra chia rẽ, đặc biệt là gây ra xích mích cho gia đình anh, khiến gia đình anh trở nên bất hòa. Cha con thù nghịch nhau, điều này rất đau khổ. Có đến 80-90% cùng với hí luận đều có liên quan. Phật nói đó thật là hay. Vị Lạc Bồ Tát tán thán Phật là thiện thuyết. Lời tán thán này là chân thật chẳng hư dối. Chúng ta trong cuộc sống ngày thường, từng điểm từng đích Phật đều đem nó nói ra hết. Thật tại là hiếm có. Chúng ta nếu muốn một đời này của chúng ta hạnh phúc, gia đình mỹ mãn, sự nghiệp thuận lợi thành công, thì nhất định phải xa lìa hí luận. Người xa lìa được hí luận thường gặp bạn lành, thiện cùng thiện tương cảm. Người thiện với người thiện gặp nhau là một loại. Người thiện quyết định không thể cùng kẻ ác tụ tập một nơi, không thể có được. Đây đúng là Khổng Phu Tử cho nói, nhân dĩ loại tụ, vật dĩ quần phân. Đó đều là từng loại một, một đoàn là chí đồng đạo hiệp. Thiện cùng ác thì chí bất đồng đạo bất hiệp, họ không thể nào ở chung một nơi. Ư thừa đắc thanh tịnh, chữ thừa này nên đọc là giọng cao, đọc là sân. Nghĩa của nó là tu hành. Bất luận là pháp đại thừa, pháp tiểu thừa, anh tu học nhất định công phu đắc lực. Câu này tức là ý nghĩa này, công phu đắc lực thì tâm anh thanh tịnh. Điểm này quý vị cần phải hiểu rõ thông đạt. Chỗ có tất cả Phật Pháp, những tông phái hành môn trong Phật Pháp. Trên công phu mà nói, tuy rằng danh từ, thuật ngữ khác nhau, kỳ thật nó là một sự việc. Trong tâm môn gọi là được định, khai ngộ, hoặc giả là gọi quán chiếu, chiếu trú, chiếu kiến. Còn trong tịnh độ tông chúng ta gọi là công phu thành phiến, nhất tâm bất loạn. Trong giáo hạ thì gọi là chỉ quán. Danh tướng khác nhau nhưng đều là một việc, vẫn chẳng rời khỏi giác chánh tịnh. Giác chánh tịnh ba chữ, tức là ba, ba mà là một. Chỗ này dùng chữ thanh tịnh. Cho nên bất luận tu công phu gì, khi công phu đắc lực đều được thanh tịnh tâm. Thanh tịnh tâm hiện tiền thì nghiệp chướng tiêu trừ. Quý vị muốn tiêu nghiệp chướng, làm thế nào nghiệp chướng mới tiêu trừ được? Thanh tịnh tâm thì nghiệp chướng tiêu trừ được. Nghiệp chướng là gì? Vọng tưởng phân biệt chấp trước là nghiệp chướng. Điều này phải biết. Tiêu nghiệp chướng tức là đem vọng tưởng phân biệt chấp trước xóa bỏ, thì thanh tịnh tâm hiện tiền. Thôi phục ư ma quân, chỗ có tất cả sự dụ hợp bên ngoài, anh đều chẳng động tâm.
À, sự du học của ngũ dục lục trần, sự du học của thế giới phồn hoa, anh hoàn toàn chẳng động tâm. Đây tức là hàng phục ma quân. Cần tu nhẫn nhục hạnh, chẳng động tâm là công phu của nhẫn nhục hạnh. Anh có thể nhẫn chịu được, sau khi nhẫn thì anh được định. Quý vị xem trong sáu ba la mật, nhẫn nhục tinh tấn thiền định. Nhẫn nhục là phương tiện đi trước của thiền định. Nếu anh chẳng nhẫn được, thì anh quyết định chẳng thể tinh tiến. Chữ tinh, mọi người đều biết. Tinh là thuần, tinh thuần. Thuần mà chẳng tạp, tiến bộ thế đó mới gọi là tinh tiến. Chúng ta thông thường học Phật, cái khuyết điểm thường phạm phải ở chỗ nào? Quý vị chẳng phải chẳng dụng công, chẳng phải chẳng cố gắng, vô cùng đáng tiếc, đó là tạp tiến. Cái gì cũng muốn học, cái gì cũng muốn biết, thứ thứ đều muốn thông, cho nên là tạp tiến, loạn tiến, nên không thể thành tựu. Đừng nói chi là Phật Pháp, cứ lấy thế gian Pháp mà nói. Tỉ như học hình ở thế gian, quý vị học đại học, trong đại học có rất nhiều khoa hệ. Nếu anh thi vào đại học rồi, mỗi một quá trình của khoa hệ, anh đều vào nghe, anh đều học. Nếu trường đại học này có đến 100 khoa hệ, một khoa hệ phải học 4 năm, thì anh phải mất 400 năm vẫn chưa tốt nghiệp. Anh rất dụng công, nhưng anh học đó là tạp tiến, chẳng phải tinh tiến. Nếu có một người biết tinh tiến, trong đó tôi chỉ chọn một khoa hệ, còn các khoa hệ khác tôi chẳng học, tôi chuyên học một khoa hệ này, 4 năm thì tốt nghiệp rồi. Quý vị phải biết đạo lý này. Phật cho nói tất cả kinh, chẳng phải biểu anh một mình anh phải học. Phật cho nói tất cả kinh thì giống như trong trường mở quá trình vô lượng vô biên, chẳng phải dạy anh, bảo anh phải học hết. Anh chỉ chọn lấy một môn anh ưa thích, sau khi chọn xong thì một môn thâm nhập. Cho nên tôi xin phụng khuyến các bạn đồng tu, nếu quý vị nói lấy kinh vô lượng thọ, chọn bộ kinh này, bộ kinh này quý vị cứ ngày ngày đọc nó, thường thường giảng nó, sau 10 năm, quý vị là chuyên gia của kinh vô lượng thọ trên toàn thế giới. Quý vị tức là A-di-đà Phật, toàn thế giới muốn nghe kinh vô lượng thọ, nhất định phải mời quý vị. Vị A-di-đà Phật này là A-di-đà Phật sống đây. Quý vị là quá thật là A-di-đà Phật đó. Quý vị nếu dùng công phu 10 năm để học một bộ phổ môn phẩm, thì quý vị là Quan Thế Âm Bồ Tát sống rồi. Phải tinh tiến, nhẫn nhục mới được tinh tiến. Quý vị phải nhẫn cho được. Các thứ khác đều chẳng cần, tôi chỉ một môn thâm nhập. Cái đầu tiên là anh phải nhẫn nhục, nhẫn nhiên hậu mới đạt đến là tinh tiến. Tinh tiến mới thành tựu được tuệ. Tuệ vừa khai rồi thì chẳng có chi chẳng thông đạt. Đây là bí quyết duy nhất mà Phật tổ dạy cho chúng ta đó. Nếu quý vị chẳng tin, thứ gì cũng hay, thứ gì cũng học, thứ thứ đều thông, nhưng thứ thứ đều lỏng lẻo, đến cuối cùng một thứ cũng chẳng thành. Thật là đáng tiếc biết chừng nào. Ngày nay là thời đại khoa học kỹ thuật đều chú trọng ở chuyên tinh. Quý vị xem trong xã hội, được tôn trọng là chuyên gia, mà chẳng phải là tôn trọng thông gia. Tôn trọng chuyên gia. Chúng ta học Phật cũng vậy, phải làm chuyên gia. Chuyên một bộ kinh, chuyên gia, chuyên một hành môn. Cái này quan trọng. Một bài sau cùng, tranh luận đa chư quá. Quý vị xem, Phật thật là từ bi khuyên bảo đến chỗ cùng cực. Khuyên bảo chúng ta, lỗi lầm của việc tranh luận quá nhiều, vô tranh cụ công đức. Vô tranh thì thành tựu công đức, thành tựu giới định tuệ, thành tựu văn tư tu.
thành tựu vô lượng công đức. Cho nên xã hội này ở hải ngoại, bất luận một quốc gia nào, quý vị xem, tai quý vị nghe, mắt quý vị tiếp xúc đến đều là cạnh tranh. Trên thương trường cũng cạnh tranh, trường hợp nào cũng đều cạnh tranh, còn chúng ta không tranh. Chúng ta phải đem cái đạo lý không tranh nói cho mọi người, phải đem công đức lợi ích của việc không tranh nói ra. Anh tranh, tôi không tranh. Tôi sống vui vẻ hơn anh. Tôi sống hạnh phúc hơn anh. Đây là sự thật. Nếu hỏi tôi tại sao vui vẻ như vậy, là vì vô tranh. Nhược hữu tu hành giả, đường trú ư nhẫn nhục. Nếu là người tu hành chân chính, nhất định phải đem tâm an trú nơi trên nhẫn nhục. Cái gì cũng đều nhẫn được cả, quyết định chẳng tranh với người. Trong mạng có thì nhất định có, trong mạng không có thì tranh cũng chẳng được. Thôi, hôm nay thời gian đã đến, chúng tôi